bạn thân mến, hôm nay Ngọc Ánh sẽ bàn luận với các bạn về chuyện mua nhà condo là thế nào. Dĩ nhiên là nếu mà có nhiều tiền mua nhà single house thì là điều tốt nhất. Nhưng mà single house thường thường giá là gấp đôi so với nhà chung cư. Trong một tỉnh của nước Mỹ thường thường là nó có nhà single house và nhà chung cư trong một vùng. Nhà chung cư thì nó rẻ hơn nhiều. Những người mới khởi nghiệp muốn để dành tiền để mua nhà sau này, thay vì đi mướn nhà thì họ mua một cái chung condo nhỏ nhỏ. Những người già mua condo để ở thanh bình và cho có chung quanh có hàng xóm. Còn thường người già là họ bán cái nhà to của họ rồi họ mua condo họ ở để còn tiền cái cất lại để dưỡng già. Rồi thường thường chung cư mà thứ sang thì nó có bảo vệ, có gác cổng, có gì là mình kêu được, mình không có phải là một mình một thân trong nhà rồi chơi giới kêu không ai nghe. Thứ ba, phụ nữ không muốn ở một mình, tại vì phụ nữ ở một mình là rất là nguy hiểm. Thì thường thường họ chọn condo mà có lính gác trong sân đậu, có bảo vệ, thì đi làm về đậu xe có bảo vệ nên condo là yên tâm mà cũng không ai dám, không ai được vô trong cái condo mình. Tại vì khi mà mua condo là ban quản trị bắt phải người ra phải nộp đơn chứng chỉ lý lịch, có phải là có người có tiền án, những người có tiền án, những người chứng chỉ lý lịch xấu thì condo không có bán. Những người mướn trong condo cũng vậy, ở Mỹ mướn trong condo thì ban quản trị cũng bắt phải nộp hồ sơ, họ xét, họ coi thử có phải là người có tiền án, có người có không tốt thì nó đã lựa trước rồi, nó ở condo thì nó yên tâm. Thì ở Mỹ á, thì nó có 3 loại condo tùy theo tiểu bang. Thứ nhất á, là condo á, là co-op, nhất là ở New York nhiều lắm á, thì là tất cả mọi người trong chung cư đều là chủ của tất cả condo, tất cả những cái mà như là hồ tắm, sân đậu xe là chủ hết. Thì cái co-op là nó lựa người ghê lắm, để nó mới chơi vô mua. Thì co-op là những khu sang lắm, khó vô lắm, ban quản trị mà không chịu thì không có vô được. Tại sao vậy bạn? Tại vì nếu một người mua chung cư ở trong co-op mà không trả thuế đất thì là chính phủ sẽ tịch thu hết nguyên chung cư. Thành ra ban quản trị chung cư phải móc tiền ra để trả tiền thuế cho người đó. Thành ra họ lừa cho người nào mà có tiền, có công ăn việc làm lắm họ mới vô cho vô co-op. Tức là tất cả mọi người trong chung cư đều là chủ hết, của mình làm chủ luôn cái nhà kế bên luôn. Một lý thì là cái đó là co-op nó còn đó, mà khi mình bán mình được quyền bán ở cái phần của mình thôi. Nhưng mà mình trách nhiệm phần kế bên luôn. Rồi xong rồi nó có tới chung cư thường. Chung cư thường tức là mỗi người á là chủ của cái căn phòng của mình. Nhưng mà mình cũng làm chủ luôn cái miếng đất mà cất cái chung cư lên. Thì cái tiền bảo trì cái miếng đất đó là cùng nhau đóng mỗi tháng để mà bảo trì. Khi mà chung cư sau này mà 200 năm mà nó mòn nó cũ quá đó thì thường thường á là có người xây dựng nó vô nó mua. Nó nói giờ mua cái này, mua chung cư cũ này giá nhiều tiền, tùy theo ít tiền, nhiều tiền tùy theo nếu mà cái vùng nó phát triển hay không thì nó sẽ trả tiền rất cao. Ví dụ bạn á, mình có hồi mình có chung cư ở ngoài biển. Gần đây giờ bạn thấy không? Thì hồi xưa nó là chung cư nhỏ, không có đẹp. Mình mua đó là 150.000 đô. Thì 10 năm sau ấy, cái chung cư đó chúng ta đã cũ rồi, phải không? Thì nhà xây dựng nó muốn mua lại cái chung cư đó, với lại cái miếng đất đó để nó cất lên cái nhà này. Cái nhà bạn coi trên cái này ấy là tự giá từ 800 triệu Mỹ Kim trở lên, là cái nhỏ, cái là một phòng, còn hai phòng là từ 1,5 triệu Mỹ Kim trở lên. Thì nó vô trong cái chung cư của mình nó mới nói bây giờ tôi mua lại tôi trả cho một người 400.000 đô. Thì là mình mua 150.000 đô mà chung người xây dựng mơ trả mỗi người là 400.000 đô, mình có 2 căn.
đó, thì cái đó là mình là chủ miếng đất, mình mỗi người là cùng nhau làm chủ hết của cái miếng đất luôn. Thì khi khi mà chung cư mà tới chừng 100 năm, 250 năm thì nó cũ rồi, thì nó không còn cái giá trị của cái building của cái nhà nữa, mà cái miếng đất nó có giá trị. Chứ còn những đất mà gần biển vậy là không có đất cất nữa, phải không? Thì cái đó là chung cư mà của mỗi người cùng cùng làm chủ. Còn có thứ ba là cái là land lease. Cái land lease thì bây giờ ở Florida nó cấm rồi, nó không cho, nó không cho, không cho người xây dựng đi mướn đất để cất chung cư rồi bán cho người khác. Cái này chuyện là hồi xưa cách đây mười mấy năm, 20 năm thì có, tại vì là hồi Florida hồi mới hồi cách đây 50-60 năm mới lập nghiệp á, thì là có nhiều người họ mua hết những cái đất ở vùng biển, họ mua hết ở bên biển băng qua bên đường họ mua hết, rồi xong cái nhà xây dựng nó mới cất 1-2 chung cư lên, rồi nhưng mà cái ông người chủ đất nó cũng còn là chủ đất, người ở chung cư thì chỉ ở thôi, rồi đến nó mướn 100 năm thì qua 100 năm đó là phải trả lại đất và trả luôn nhà. Thì hồi xưa là nó có cái nạn đó, nhưng mà sau này á, thì chính phủ ra cái lệnh đó, bây giờ những người trong chung cư đó hùng tiền nhau lại mua lại miếng đất đó để cùng nhau mà làm chủ đất hết. Cái nhà mà mua chung cư mà không có đất đó, thì nhà rất là rẻ. Bây giờ không còn nữa rồi, chỉ có ở những vùng mà chắc là vài tiểu bang như là ở Texas thì nó còn mấy cái đó. Khi mà bạn đi mua chung cư bạn phải coi, bạn phải hỏi luật sư coi là tôi làm chủ cái miếng đất ở dưới miếng đất, cái là chỗ hồ bơi, chỗ đậu xe, hay là người khác làm chủ miếng đất. Thì nếu mình nói là để làm chủ miếng đất thì mình đừng mua bạn, tại cái đó là mình mua là mình lỗ. Tới đúng đúng tới bao thời gian là hơn mượn đất cái làm sẽ trả lại hết, trả nhà trả đất hết thì đừng mua. Ở Florida thì cấm rồi, cấm không cho xây dựng làm cho làm cái trò đó nồi. Nên là người xây dựng nó phải mua miếng đất của chủ rồi nó cất lên chung cư, rồi người mua chung cư là cùng nhau làm chủ hết miếng đất. Cái đó là mình giải mã về công đô cho bạn coi. Thì nhiên là ở công đô nó phải có luật lệ, không có luật lệ làm sao sống được. Có nghĩa là 9 giờ là không cho mở nhạc ầm ầm nữa, tại vì cái người kế bên người ta lớn tuổi, người ta muốn nghỉ ngơi, phải không? Nó không có cho nít chạy trong hành lang ồn ào, tại nít chạy trong hành lang rồi mấy người đụng đi ồn ào, người nghiễm được chung cư là phải im lặng, phải êm đềm, ở êm đềm. Thì đó là một giải pháp cho những người mà không có tiền hay là không có muốn ở nhà trệt. Tại nhà trệt ở Mỹ nó có nhiều luật lệ lắm, phải cắt cỏ không được ha, phải sơn cho đẹp, nếu mà sơn bị mờ là phải sơn cho đẹp á, mái ngói phải thay một thời gian, phải thay cái mái ngói là tốn cả mười mấy ngàn. Cái mở chung cư á thì chung cư nó bảo quản hết, mình ống nước mình hư gì là họ sửa hết, mình chỉ là cũng như là ở thanh bình. Cái hồ tắm ở nhà mình thì nó là hồ tắm nhỏ chút xíu, không ra gì á. Hồ tắm của chung cư nó có đất, nó làm như hồ Olympic, lúc nào nó cũng có nước nóng, có đủ thứ hết. Thành ra ở chung cư thì cũng có lợi mà cũng hạ tiện được tiền. Hay là những người nào không có tiền, nếu mà nhà tiền ít mà phải đi nhà mua nhà single house ở xa thì phải đi xa, có cái chỗ nó không có an toàn, có người ta ở mình người ta không có thích ở những chỗ đó ở an toàn. Ở Mỹ nó cũng trộm cướp dữ lắm ha bạn, tức là người lớn tuổi hay là còn đàn bà ở mình mà ở nhà ta coi chừng lãnh đủ á. Thường là người lớn tuổi, người phụ nữ thì người ta vô chung cư ta ở, mà phải lựa những chung cư nào mà có bảo vệ, rồi chung cư mà không có bảo vệ cũng như không. Như chung cư của mình đó là 3 tầng bảo vệ hả, ở ngoài cổng rồi có bảo vệ chung quanh này, vô lobby này ha. Thì cái đó thì mình giải nghĩa cho bạn cái công đô. Vậy khi nào mua công đô là bạn phải coi cho chắc, coi cho kỹ là cái mình chủ miếng đất. Nếu không chủ miếng đất á thì mình không có nên mua. Mình không chủ miếng đất thì giá nó rẻ, không? Nhưng mà cái đó không tốt nếu mình tiến triển lâu dài. Mỗi tiểu bang thì nó có nhiều cái luật khác. Mỗi khi mình mua nhà thì hay là một công đô thì mình phải mời nhà luật sư nghiên cứu cho mình biết. Đây, chào các bạn, chúc các bạn một ngày thịnh vượng để lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào cũng làm ăn thịnh vượng, mọi sự như ý. Chào các bạn, bye bye. Và bạn xem có thích thì nhớ like cho mình và subscribe cho mình nha, đăng ký cho mình ha, để mình có nhiều năng lực làm thêm những video về bất động sản, về cuộc sống Mỹ để cho bạn coi. Bye bye.